Mà vô. Bây giờ quả đó mẹ vô lâu hả? Nó tưởng là quay. Ủa mấy hai cặp lông con bị gãy chưa má? Hai cặp lông con bị gãy chưa? Hả? Có nghĩa là má có thấy nó gãy chưa? Không thì nó bị ấy thôi à, nó bị cái khớp thôi à. Quay đầu với lại lên rồi. Xin chào cả nhà, đang quay live show của nghệ sĩ Trang Thanh Lan. Đang quay live show của ca sĩ Trang Thanh Lan. Đây là nhóm múa. Live stream. Đây nhóm múa dancer. Dancer in California. Tên gì cưng? Nhóm dancer tên gì cưng? Vũ đoàn gì? Thanh Tâm. Yeah. Rồi giờ mấy đứa đứng sát vô nè, sát vô nè. Đúng rồi. Rồi nói 1 2 3, anh đếm 1 2 3 nói Happy New Year nha, chuẩn bị nha. 1 2 3. Happy New Year. Thank you. Very nice. Đây là nghệ sĩ Ngọc Đáng. Xin ra tư đồ. Đó. Linh Vũ, ông bầu Linh Vũ hai với cưng. Bầu ghê. Người tổ chức chương trình live show 50 năm của ca sĩ Trang Thanh Lan. Đó, đây. Đây là nữ đi, ca sĩ Phương Hồng Quế mới vừa đi show về. Cái quay rồi. Đâu có quay đâu. Muốn quay giới thiệu thôi. Nè, Đặng Thế Luân. Đặng Thế Luân. Nam ca sĩ Đặng Thế Luân. Mới vừa đi kiếm tiền về luôn. Ồ, Linh Vũ tóc nhiều lắm các bạn, rất là đẹp luôn, có mái tóc Linh Vũ quá trời đẹp luôn. Đây là phòng make up nha. Đây ca sĩ Mỹ Châu. Xin chào, chưa make up. Không sao, đẹp mà. Đây là cô Hương make up. Các ca sĩ đang chuẩn bị. Đây là người kiếm tiền nhiều nhất Cali, vừa thiết kế design luôn rồi make up luôn, ca sĩ luôn. Đó. Đây là ca sĩ Mai Lệ Huyền. Chị Huyền hai cái chị Huyền. Hai. Rất là trẻ đẹp. Đây là ca sĩ Mai Lệ Huyền, rất là nổi tiếng ngày xưa. Đó. Từng hát với bố Hồng Cường. Nói ra bây giờ ca sĩ Mai Lệ Huyền Happy New Year fan Lê Tính nha. Happy New Year. Happy New Year Lê Tính. Happy New Year. Thank you chị Huyền rất là nhiều, rất là trẻ, trẻ hơn Lê Tính luôn. Đây là nghệ sĩ Kim Hơn đến từ San Francisco. Người đẹp tự giới thiệu đi. Đó. Minh Chin, xin kính chào quý vị. Chút xíu nữa là tính sẽ live stream tiếp nha. Chào cả nhà. Cảm ơn các cả quý vị thời gian vừa qua đã ủng hộ cho kênh của Cao Trường Thịnh nhé. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube của Cao Trường Thịnh. Sẽ có nhiều phóng sự sau hậu trường và những show diễn tại Mỹ. Chào mọi người nhé.